cho bà con cách lắp từ cái máy bơm cho tới cái hệ thống lọc như thế nào. Thì mời bà con xem, đây là dòng máy bơm Libono 3HP. Đó, dòng máy này thì chạy được 1.300 lít trên 1 phút. Thì bà con thấy là trước khi mình vào thì tôi có lắp một cái T đây, gồm hai cái van. Thì cái van này là van mồi nước và một cái van này là cái van châm phân. Tại sao mình không sử dụng cái hệ thống Venturi châm phân trong hệ thống lớn này? Vì nó không phù hợp, tại vì khi mà mình lắp Venturi thì mình buộc phải lắp một cái van giảm áp lực nước. Lúc đó thì cái bán kính của các cái bếp tưới nó không có đủ, cho nên là buộc mình phải sử dụng châm phân hút vô từ cái đường lớp D này. Đó, bà con thấy đó. Thì ngay đây mình lắp một cái T là 114 ga 34 và ra đây là hai cái T. Đó, thì cái đường này là cái đường hút phân vào. Sau khi vào máy thì bà con thấy đó, mình sẽ lên đây và mình lắp qua hai cái lọc. Tại sao máy bơm đợt này 3HP mà tôi chỉ lắp hai cái lọc? Do nhu cầu cái lượng mét tưới trong đợt này đó là nó chỉ có 6 công thôi, cho nên số lượng mét nó chỉ có 300 mét thì mình lắp được hai lọc. Nhưng mà đối với trường hợp mà số lượng mét lớn hơn thì bà con nên lắp 3 lọc thì nó mới phù hợp. Tại vì lúc nào thì cái lọc mình cũng phải lắp dư công suất, để không là mình sẽ phải vệ sinh liên tục. Thì khi mà nước vào đây thì mình sẽ lắp một cái đồng hồ đo áp phía trước để mình coi cái áp mà trước khi qua lọc là bao nhiêu. Thì thường cái áp trước khi qua lọc nó tầm khoảng 1,8 kg, 1,9 kg, 2 kg tùy dòng máy ha. Rồi sau khi mà nó qua hệ thống lọc thì cái áp này nó còn bao nhiêu thì bà con theo dõi. Tại sao chúng ta phải lắp cái đồng hồ đo áp này? Thứ nhất là chúng ta đảm bảo là đúng cái thông số kỹ thuật của cái bếp đó. Thứ hai là nếu như cái áp ở đồng hồ này giảm đáng kể, tức có nghĩa là bếp ruột hoặc là đường ống lũng, hoặc là có một số nơi nó bị gò rỉ, nó làm giảm cái áp lực nước này, thì bà con phải đi kiểm tra hệ thống mình coi có nó bị chỗ nào mình khắc phục. Đó là cái công dụng của cái đồng hồ đo áp này. Đó. Rồi tiếp theo thì bà con thấy ở đây có hai cái lọc. Thì hai cái lọc này khi mà sau khi bà con tưới xong á thì bà con nên tháo ra vệ sinh. Thì bao lâu mình vệ sinh một lần? Thường kinh nghiệm của tôi là 10 tiếng tưới, cứ 10 tiếng tưới là mình phải vệ sinh, tức là tương đương với khoảng 10 ngày. Đó. Đây. Thì khi mà bà con tháo cái lọc ra rồi thì bà con dặn cái này ra. Đó. Thì chúng ta sẽ lấy cái này nè, mình bỏ xuống ao hoặc bỏ vô cái thau để mà mình vệ sinh. Khi mà bà con mà vệ sinh không được á, mà nó không ra, nó dính quá không ra, thì bà con nên lấy cái này bỏ vô ngâm trong cái thau và mình chế xà bông Omo, hoặc là sử dụng viêm tẩy bồn cầu á thì nó sẽ tẩy sạch cho bà con. Trường hợp đó thì khoảng một tháng mình hay làm một lần, còn bình thường thì mình vệ sinh là nó ra thôi. Trừ trường hợp trong nước nó có những cái hóa chất đặc biệt như nhớt hoặc là sơn hay là keo gì đó mà mình không biết được. Sau khi dán vô rồi thì bà con xiết lại. À quên, có những bà con hỏi tôi là cái này có nên siết chặt không? Thì cái này là mình càng siết chặt là càng tốt. Đó, nó siết càng chặt là nó càng tốt. Rồi. Bà con nên nhớ là khi mà nước lọc á là nó cái gác nó phải nằm ngoài nha bà con. Khi mình lắp cái hướng lọc á, nhiều khi mình quên cái chỉ dẫn hướng nước đó, thì bà con nghiên coi như thế nào mà nước nó cái gác á, làm sao nó bám bên ngoài là đúng. Còn nếu như mà cái gác mà nó đi vô trong tức là sai. Thì thường mà khi mà gác đi vô trong thì nó rất là mau, trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi là nó nghẹt hệ thống tưới liền, có thể dẫn tới cháy máy. Đó. Thì bà con nhìn cái lọc, cái hướng lọc, nhìn cách tôi lắp thì bà con cứ lắp lại giống vậy. Rồi. Đó. Rồi sau đó thì bà con lắp một cái đường ống dẫn nước ra ngoài hệ thống tưới của mình. Cảm ơn bà con đã theo dõi video hướng dẫn cách lắp đặt máy bơm. Xin cảm ơn bà con, hẹn gặp lại bà con trong những video kế tiếp.